xin chào bạn tôi tú phan tôi nhân bạn trên trang web là fankimto.com video này tôi sẽ nói về cái phần cái hiển thị bạn cái phần hiển thị nhân vật chúng ta trong trường hợp mà một cái nhân vật chúng ta có nhiều cái thành phần ghép lại nhau á thì cái cách chúng ta sắp xếp đối tượng như thế nào cho nó hợp lý thì uh, video này cũng tương đối là ngắn thôi cũng nhanh thôi nó có trường hợp giống gì nào giả sử như bạn sẽ nhìn thấy cái um, cái gì ta cái chiếc xe cái nhân vật nhân vật chính chiếc xe anh ta là bạn đó, thì bạn nhìn cứ tưởng là một bộ phận đúng không thực ra nó không phải bạn nó ghép từ ba bộ phận với nhau thứ nhất là cái bánh xe bốn bánh xe là một đối tượng chuyển động riêng lẻ rồi chiếc xe là một đối tượng khác rồi cái cái người này nó sẽ chồng lên chiếc xe nữa đó thì cơ bản là có ba đối tượng mà chỉ có đối tượng là cái bánh xe là nó chuyển động thôi còn cái 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 thân xe với cái người nè tôi thấy đứng yên giữ yên ha nó bạn để ý kỹ không rồi cái vấn đề là khi chúng ta chèn một gáp gáp ba cái cái đối tượng nó thành một cái nhân vật như này thì nó sẽ có hiện tượng là đối tượng nằm trên nằm dưới các bạn làm sao chúng ta sắp xếp được thì trong billboard nó sắp xếp theo cái kiểu này nè bạn uhm, tôi sẽ để đây này nó sẽ sắp xếp theo cái kiểu là cái nguyên tắc nó cũng đơn giản thôi là cái đối tượng nào mà bạn đưa vô trước á, thì nó sẽ nằm bên dưới còn đối tượng nào bạn đưa vô sau thì nó sẽ nằm chồng lên dù như tôi mới ban đầu nếu bạn nào đã có biết được cái mẹo này rồi biết được cái thứ tự sắp xếp trong viewport rồi thì đầu tiên chúng ta sẽ thêm cái ví dụ như bạn chèn đối tượng đi chúng ta sẽ thêm cái bánh xe vô trước các bạn nên thêm cái đối tượng bánh xe trước rồi sau đó chúng ta sẽ thêm cái thân xe nè bạn nhìn bên đây ta năm đây bốn bánh xe nè còn đây là cái thân xe còn đây cuối cùng là chúng ta thêm cái người thì nó sẽ ra được nguyên cái nhân vật chúng ta như thế này đó bao gồm cái bánh rồi cái cái thân xe và người nó sẽ chồng lên như thế này rồi giờ giả sử như cái trường hợp chúng ta làm lỗi đi thì chúng ta chèn cái người trước hay là cái thân xe trước rồi sau đó ta mới chèn cái bánh xe thì bánh xe nó sẽ chồng lên trên nó nằm ở phía trên khi cái người nhìn nó thì nhìn cái bánh xe nó không có nằm bên dưới như vậy đâu nó sẽ bị lỗi thì để sửa cái lỗi đó làm sao bạn dễ thôi ví dụ như trường hợp mà chúng ta lỡ thêm những cái đối tượng nào đó ví dụ như là chúng ta lỡ chúng ta thêm cái um, cái gì cái cái thân xe hay là cái người nè chúng thêm cái người đi chúng ta thêm cái người ở uh, phía thêm đầu á bắt đầu ta thêm nó trước rồi sau đó cuối cùng ta mới thêm cái bánh xe thì thành ra cái bánh xe nó nó nằm ở phía bên trên giống như cái layer tôi shop thì xử lý sao bạn sao sắp xếp lại thì rất dễ thôi nếu như lỡ trường hợp đó thì bạn sẽ thực hiện cái việc là cái người nè bạn sẽ như bạn Ctrl c bạn copy copy của một cái đối tượng nào đó cũng được bạn giống sẽ sử như bạn copy tạm vào đây ha thì sẽ tôi cần v nè nó tôi copy tạm vào đây nó sau khi copy tạm vào rồi đó, thì bạn sẽ vào sao bạn sẽ vào đây bạn nhấn chữ chọn cái nót này nè chọn cái thân người nè bạn nhấn delete bạn xóa đi nhấn delete hai xóa nguyên cái nó đi đó thì khi bạn xóa đi rồi á thì sau khi đó bạn sẽ quay lại cái nốt này nè tao mới gì copy á bạn cạnh cho c copy bên đây qua bên cái này bạn cạnh cho v dán lên lại đó thì bạn vừa vừa làm cái thao tác là khiến ta thêm một đối tượng mới thì cái mặc định của á thì đối tượng mới thêm vào nó sẽ nằm trên cùng trên cùng của này thì thành ra là cái người nè nhân vật là người nè nó sẽ nằm trên cái chiếc xe nằm trên cái thân xe đó là một cái mẹo để sửa cái lỗi này ha nhưng bằng mới hay bị mất này lắm tôi cũng bị mất nhiều lần lắm mà tôi cũng hay quên hoài nên thành ra chúng ta phải làm cái thao tác phụ là chúng ta phải uh, chọn cái đối tượng nào đó trường hợp nó bị ẩn á bị đè bên dưới laser như những cái lớp mà chồng lên nhau á uh, thì chúng ta sẽ chọn cái đối tượng đó nhấn ctrl c qua wow, cái đối tượng một cái nốt nào đó bất kỳ đó nốt nào cũng được các bạn sau đó ta nhấn ctrl V nè ta dán tạm nó vô đây đi rồi sau đó chúng ta sẽ qua wow, quay lại cái này chúng ta sẽ nhấn Delete để xóa Xóa cái này các bạn ha sau khi xóa này xong chúng ta quay lại chọn cái này ta nhấn cạnh c để copy cái nốt từ bên đây thì ta cạnh v để copy dán lại cái nốt này nó thì cái nốt chúng ta vừa dán sau cùng á thì mặc định là nó sẽ nằm trên cùng cái nào chúng ta dán sau cùng nó nằm trên cùng vậy thôi rồi sau đó làm xong rồi thì bạn thấy là quay lại cái nốt mà nãy ta mượn tạm á mượn tạm đến ta dán tạm lại sau đó ta delete đi đó làm ta xong anh ta sắp xếp lại được cái phần mà hình dạng cho cái nhân vật chúng ta bao gồm ba phần là bánh xe dưới cùng và chiếc xe là ghế đến rồi cái cái người ngồi trên chiếc xe là, là trên cùng nè này chiếc bánh xe đây là cái thân xe còn đây là cái người trên cùng người trên cùng chúng ta phải phải chèn vô cuối cùng ok ha giờ này cũng tương đối là ngắn thôi nhưng mà nó cũng rất là hay sẵn đây là tôi um, tôi nói sơ bạn cái gì ta qua video sau đi tôi sao tôi sao tôi, tôi sẽ nhắc lại cái phần mà hình dáng va chạm nhưng mà sẵn đây ta nói cần cái này thì sẵn đây ta nói luôn về cái phần uh, cách hiển thị nhân vật đi thường ít khi nào một nhân vật nó có một cái hình thái lắm bạn ví như là uh, tối thiểu là một cái trạng thái bình thường hay là trạng thái bị tiêu diệt đó là hai cái trạng thái tối thiểu còn thường thì chúng ta sẽ có thêm một trạng thái thái khác là tấn công đó bạn nghĩa là trạng thái bình thường như chiếc xe di chuyển gì trạng thái thứ hai là chiếc nó sẽ tấn công nó vừa gãy tấn công cái gì đó trạng thái thứ ba là trạng thái nó sẽ bị nổ tiêu diệt bạn thấy chưa thì cái đó là tối thiểu tối thiểu của một cái đối tượng nhân vật nó sẽ có nhiều trạng thái bình thường rồi trạng thái bị tiêu diệt rồi trạng thái lúc bị tấn công hay là bị tấn công gì đó bị, bị tổn thương bằng tấn công hay là bị tổn thương đó. thì những cái trạng thái đó bạn muốn cho nó kích hoạt nó thì có nhiều trạng thái một trong một nhân vật á thì bạn sử dụng cái nó tay này sẵn tôi nhắc cái, thêm cái phần lý thuyết về cái nó stay thôi thì người ta sẽ thêm vô bạn cái chiếu cộng thêm mỗi cái đó chúng ta sẽ thêm một cái trạng thái khác nhau ví dụ như đây là cái trạng thái đầu tiên là trạng thái mặc định nè liên kết với cái nó star nè thì đây là trạng thái bình thường của chiếc xe đang chạy bây giờ rồi trạng thái khi mà nó tấn công thì tôi sẽ thêm cái nó thứ hai là nếu ta nhắn một cái cái số 1 trên màn hình nè thì nó tấn công bên trái số 2 tấn công bên phải à, tấn công bên phải nó thì chúng ta sẽ thêm đây là tấn công bên trái này tấn công phải đó, thì chúng ta sẽ vẽ ra cái cái trạng thái um, tấn công trái trạng thái tấn công phải rồi cuối cùng là cái trạng thái bị tiêu diệt bằng trạng thái bị tiêu diệt là chúng ta thêm cái gì bạn thêm cái tùy chọn cuối cùng nè cái stay 4 nè tôi làm biến tôi đặt tên lắm bạn hãy đặt tên ví dụ như này là bình thường tấn công trái tấn công phải hay là trạng thái bị tiêu diệt nó tôi, tôi nhớ là tôi không cần diễn giải đây thì trạng thái bị tiêu diệt nè thấy chưa thì nó sẽ ra gì bạn Tôi cho là nó bị xóa đi và nó sẽ sản sinh ra sản sinh ra cái 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 khối nổ đây tôi làm lại cho bạn nè trạng thái bị tiêu diệt nè Thấy chưa nó sẽ bị xóa đi và nó sẽ sản sinh ra khối vậy thôi bây giờ tôi nhắc kịch lại cái phần hiển thị đây rồi sau tôi sẽ nói cái phần mà cái cách làm sao để được cái việc mà tấn công như thế này. Đó, tấn công như thế này. Rồi, thì bình thường khi mà hai cái nó chạm nhau thì nó đã nổ rồi. Nhưng mà trường hợp ta không muốn nhưng mà vật chính ta là cái thằng màu vàng nè. Chúng ta không muốn nó nổ, ta chỉ là áp sát thôi. Sau đó ta sẽ sử dụng cái đánh đó, Hay đánh gậy, đánh trúng cái này. Rồi, bây giờ sau tôi sẽ nói này ha. Tách biệt hai video cho các bạn dễ hiểu. À, tôi Tú Phan đã giảm bạn cho trong web là Phan Kim Tú chúng Cơm. Hẹn lại các bạn.